Chào cả nhà đến kênh Hương Ngọc Vlog nha. Bữa nay mình nấu cơm chiều anh ăn nha cả nhà. Đây mình có cái đu đủ mình xào nha cả nhà. Đu đủ nhà trồng nha. Chứ mình có cục thịt nè. Mình sắt ra mình ướp mình nướng nha. Nay mình ăn ngộ nha. Nay mình chuẩn bị mình sắt thịt nha cả nhà. Thịt này là mình rửa rồi nha. Sáng mình đi chợ anh mua, mình để tủ lạnh đó. Giờ này mình sắt. Mình sắt rồi mình sắt nhỏ nhỏ thôi, mỏng mỏng thôi, mình thổi vô cái cây nha, cây que đó, cái mình nướng cho nó mau chín nha. Dao nào cũng bén chưa ạ, đây là thấy không, hoa đổ dao này bén hơn, dao này bén hơn nè, bởi vì chuẩn bị hai cái dao, thấy sắc làm sao luôn đó. Mình sắt rồi nữa, mình cậy sắt miếng lát mỏng mỏng nhỏ nhỏ thì cũng được nha cả nhà, mình sỏi vô trong cái que nha. Thì đi gần hồi đó mình ướp nha. Cái que là cái que tự chế nha, que mình chuốt nhà luôn. Vậy đi cái nữa sáng ra miếng gì ăn luôn, hồi khỏi lấy dao cắt cái kéo cắt gì chưa. Nó là lớn mà. Rồi nó mình sở vô què nhúng 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 gì nè. Con nó làm sao nha. Cái hào nó hồi ướt luôn. Cái hào dành giống mình đó. Cái này mùa hè tới nha cả nhà, da chưa sụm nha. Quay video là khỏi cần chèn nhạc con nha. Nó kêu nó nhận là làm nền cho mình luôn. Rồi hôm nữa mình sắt xong mình qua tiếp cả nhà xem nha. Nên mình qua tới chiên mông gọt đu đủ rồi nè. Gọt rồi đi rửa luôn nha. Sắt. Cái này hồi nó mình xào đu đủ xào hiệp. Hoặc là khó khô cũng được. Hôm bữa nay mình nghỉ ăn khô, ăn kho đi. Ăn xào đi nha. Đồ xào với đồ nướng thôi. Ừ. Ăn dữ đi. Chứ nó lạ, lạ món bữa đi. Ăn độc lạ tình duyên thôi. Đấy, ăn khô 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 hoài. Ăn bữa nay mình ăn nhàm. Độc lạ đồng hát như cái gì nè. Rồi, mời lúc qua tiếp nhà xem em mình đi rửa. Đây mình chuẩn bị mình ướp gia vị nha cái nhà. Đây mình có bịch sốt ướp này nè. Ướp đi rồi mình thêm gia vị. Nó ăn kiểu nào thì mày thêm vô nha. Nó chứ nó cũng không có vừa ăn cho lắm, mình thêm gia vị nó vừa ăn nha. Giúp miếng thịt nó vô chẩm quậy quậy. Còn làm cho nó nhóc thêm nha. Ừ. Vét từng hớ nữa. Trộn nha. Rồi cái bột bay luôn nè. Mình cũng ướp miếng gì cho nó thấm mà thịt này nha cả nhà. Sao mà cái mâm bự quá, miếng có miếng thịt à. Thế là con gà con hả? Gà mình nó đẻ. Nó đẻ rồi nó ấp rồi nên nó cái bếp nha. Thêm dục quên đi. Đây mình nêm miếng muối nha. Nay mình quay là có tiếng là trẻ em nhóc hết trơn á. Hết da kêu rồi tới trẻ con. Đó. Sẵn đũa này mình trộn nha. Mình biến vô lấy đũa. Thế chứ hồi nó mình nêm, mình xào nêm lại như cái nhẹ. Mình làm cho nó hấm thịt thôi. Chợ chứ mưa mà mưa không ngớt. Chuẩn bị đi nha, chuẩn bị như mà đón cơn mưa đồng mùa nha. Không biết ở đâu đón chưa chứ chỗ mình là đón được hai cơn mưa rồi, không hấm đất luôn đó. Rồi chuẩn bị mình sắt đồ đủ nha.
Rô này sắc bao lẹ luôn nè, tại vì nó chín. Đủ rồi mà hầm đầu heo nha. Thôi đi mua đi. Đồ heo rồi đó. Đặng có sữa con bú. Thôi bự á. Chắc còn bự. Sợ nó xào không thấm á. Đi hai tỷ đi, sắc nhiều sắc, sắc sao sắc. Vậy đi. Sắc con bự thì rẻ thôi chứ gì. Cái này mà xào một cái nha, ăn ngọt. Nhất cái nách. Nó lâu ăn nó đủ xào một bữa. Nó còn ba cái trái ở trên nó quằn cây rồi. Con giúp đỡ nó được hai đứa rồi đó. Nó tốt ở trên đọt á. Ốm như cái chè miễu á. Cái này đủ rồi nè cái nhà. Nó ốm nhôm hà mà trái nó vậy đó. Cái nó bự. Trên còn trái bự hơn nữa kìa. Nó nuôi chùm một chùm con. Nó cao nha. Thế nó thưa hơn cái cây rủ này. Thưa mắt hơn. Nó thưa bởi vì nó mấy trái bự. Mà nó không có gầy nha. Nó thích quá nó có gầy. Không cột con dây vô cột nhà nó không biết sao đâu, em biết nữa. Em xích gì đâu. Tại vì cây cột vô cột nhà nó đâu có sập nó đâu sợ. Thì nó không có sập ở trên sợ nó. Hôm Tết chị ăn có 4 trái gì. Hàng chi con hái nhớ chưa ăn sao nó nằm ở bên trên này đó. Hai trái trâu bẻ đem đi cho đó. Nó mình đi sàn quay cho cái nhà xem. Đây hộp mình xuyên que xẻ sâu rồi nha nhà. Xổ sâu chứ. Tỏi thì cũng băm. Đây. Đây mình nấu bếp củi nha. Chuẩn bị mình xào nha cả nhà. Cháu bỏ cho cháu củi. Mày ăn áo mỏ luôn á. Nó lên mà đi không hết. Cái này nó đổ đổ một bên lại cái nó rồi đó nè. Để rất là hấp dẫn rồi đó. Ngày hai giờ đó mình đổ rất mạnh vô ăn một thìa. Cái hộp đó nó lên màu rồi cả nhà. Thịt xào đu đủ. Như một ngọt cái nhà. Mình có nêm thử miếng rồi nó lạc nhắc. Nêm lại nha. Tại vì mình nêm trong thịt nó ấm thịt chứ. Đường bay đây. Đường bay được rồi, nước không bay nữa nè.
màu đẹp luôn. Nấu ăn lên rồi. Nấu nguyên luôn đi, lấy nguyên cái cây luôn á. Mình lấy cái chồng rồi. Ăn này nha, ăn này nè. Ăn nào. Nhiều đi chè. Thử đi coi. Nữa đi, mình để vô xào nó sắp lép mà. Thành nhà chồng với cái nhà mình chấp góc nghe mà nhớ sợ tao đó. Cho mạnh đi. Nhà mình thả vô luôn nha, tại vì nó chín rồi nè, cái mềm. Đó. Có màu rồi nha. Mẹ nhắc xuống. Nó cài củi nó vô đi. Cái củi anh kia kìa. Con nghe cái nhà chuẩn bị mình đi nướng thịt nha. Mình nướng thịt nha cả nhà. Không biết nướng còn hỏi cây còn nguyên không mà đã chín cái cây luôn, cháy cây luôn biết. Cay nha. Cái xiên nè của em. Nha, không có xiên nè của em chứ. Không có lấy của em, cái cây này có cái cây này nè. Giờ nó lại nha. Đó. Cái này là mình sắp cái mỏng nó mang chín nha cái nhà. Vàng ấy. Nè nó nhẹ không? Ủa này gắn cái cây. Ba nói mấy tháng nay tóc bị đè đúng không? Thơm quá cả nhà ơi. Nè lên nào đó. Ngồi nghe cái bếp hơi nóng nha. Thơm âm tin. Thơm á. Đi về tắm rửa đi ăn cơm nè. Ăn cơm gì? Ăn cơm với Hiệp. Quá ngon quá ngon. Mình nướng xong mình gấp ra rồi mình mời cả nhà ăn cơm chiều mình luôn nha. Nóng quá mình không dám quay nhiều. Mời cái nhà ăn cơm với mình luôn nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà, mình ăn cơm chiều nha. Chiều cả nhà ơi. Chào cả nhà. Ăn cơm chiều. Đây. Đây là thịt nướng nha, nãy mình rút ra luôn nha nha. Này. Nó có miếng gì nè. Mình khỏi quắn nghe mình xỏ gì là nó có miếng vừa ăn luôn nha. Đó. Đây là đủ xào. Cả nhà mình muốn đồ xào cả nhà ơi. Mình đủ xào thịt. Nhà ăn đi con. Ừ. Ý cái nhà ăn chú này. Mà cái nhà ăn miếng con đồ xào với bốt nè. Mà cái nhà ăn miếng thịt nướng à. Được quá. Thôi mình ăn đồ xào. Ngon quá cả nhà. Đủ xào với có canh chuột cá cái xà, ba xà. Cái trà. Cái nhóm này nha. Ăn thịt thôi. Mà cái nhà ăn miếng thịt nướng mình nha. Ở chấm.
nước tương bên kia đó. 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 Bánh tương bên kia đó. Ở ba chén một dọc vậy đó hả? Ừ. Có mời ông bà của chú ăn không? Dạ, thịt chứ mình cái này. Thịt nước. Cho chú ăn rồi, chứ con. Thịt nước con à. Nó có nhãn canh chua nha. Chua cá cha. Ha. Bà cái nhãn đu đủ xạo mình nha. Anh ăn cái gì vậy? Có món lòng tông nữa. Thấy mình ăn còn nên giờ mình lấy ra ăn nữa nha. Con làm cho chú ăn nước con. Đây đây mời lại. Mời chú ăn nước con à. Mời nãy giờ mà không quay nhỏ hết trơn á, thiệt tình. Có mỗi lần mời là giật cái bụng ra gãi gãi vậy. Để nó quen rồi. Ăn cái bầu cái miếng thịt nước nha kìa. Ăn cái gì vậy? Ăn cơm đi. Xin nước mời ông bà của chú ăn không con? Ăn cơm. Ăn ai xạo rồi. Anh ai xạo rồi. Chữ dần cho. Anh ai ra xạo à. Thịt nóng nãy nhãn mình nha. Không cục luôn. Nhưng bà cơm em nó chảy miếng. Thèm muốn chết luôn nha. Hiếu có chơi cho bà không? Chết cho bà còn dễ luôn đó. Đó trời ơi, dùng cục thịt có phép vậy đó. Giúp cho cốt dùng có phép vậy. Có phép chắc chắc chắc. Thịt nước ăn được không ý? Được. Ngon không? Ngon. Mời ông bà cô chú ăn nữa coi. Mời bà cô chú ăn. Ăn cơm với con nha. Đâu kia ông ăn thịt nước đi ăn cơm. Ăn cơm mà ăn thịt nữa. Trời ơi. Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Không dám ăn hả? Bánh liền ơi. Không ăn. Ăn đi có đưa tiền đâu. Không có tính tiền đâu. Hả? Nhiều cơm á. Rồi bà ngoài nội lên sức cô bớt đi. Hèn chi nãy giờ còn ống gu. Sao con không nấu? Sao nhìn lại chén cơm còn nguyên y. Nói bà nội sức bớt cho con. Không phải bạn với nhau. Ăn đi con. Nói chuyện ăn rồi đũa không. Ừ giỏi. Giỏi, ăn nữa đi. Ăn giết đi. Ăn nhiều mau lớn. Ừ đúng rồi. Ăn hết cơm nó bới thêm miếng nữa. Thôi. Mình ăn đơn thôi hả? Quá thì ngon rồi. Đơn thôi hả? Ngon cơm nữa. Ủa, cơm thao. Chú ăn rồi chứ con. Một bà hai con nhỏ nè. Không phải bà ngoại với bà nội nha. Đụng cái nữa hai đứa nó phải ngồi chung cái kế mới chịu nổi. Đó, gấp chút nữa kìa không. Khi giải hả? Thương quá, thương quá không? Mẹ cứ bảo mẹ nhiều bà ba nữa. Thương anh hai nữa. Thương bà mẹ nữa. Nói chung mà thương, thương hết cả nhà luôn. Ai cũng thương chân á. Thương hết cả nhà luôn phải không? Bỏ hai bà cóc mình ra kìa hả? Tính thương hồi trơn mà. Nên hết bà hai cũng thương cho. Không bỏ. Không ai bỏ chân. Rồi hồi trơn luôn á. Thương còn nguyên y luôn cả. Thương còn nguyên y luôn. Ừ bữa nay trúng kèo ăn cái mỏ nhỏ quất. Tính té vào miệng lại con ăn cơm luôn. Rồi có cái thịt chứ nè. Con có đánh máy nha. Ừ. Chạy theo con gặp bữa nay tự nhiên đột xuất. Ừ nó mừng lắm. Ăn tới đó hả? Ừ. Qua là nó đón à. Nó dễ cưng lắm. Đi con đi chuyện con kia đi rồi con lại chiếm hai vàng. Con đi vô cho con mừng ha. Hai con vịt lì. Con nhóc rồi mẹ nữa. Thôi cảm ơn nha. Nó khóc quá sao quá, nó khóc khóc bực. Gấp hết chưa? Gấp ai? Có gấp chờ khóc không? Gấp rồi khóc rồi. Ít chữa cho cha mẹ. Có cho bà cóc không? Có cho bà cóc không? Ăn được rồi. Tự nhiên mình ăn được rồi.
Dữ vậy. Dạ. Tóc ăn không? Được ramen. Sao mà ăn cái con cá? Đủ này con nhận ngọt ha. Ừ, được cái ramen này. Bờ cát mà ở bờ cát ngọt ha. Đủ ngọt. Ngọt. Ở trên bờ két nó ngọt. Không, nửa nữa là chín nó cũng ngọt. Người đủ da xanh đó. Đủ da xanh đó. Ừ. Trồng nó lên. Ngọt. Đợt đó mình ăn đó. Dục hộp của nó lên. Thóc ốc nè. Thôi đổ vô mắm. Bà cấp chê để cái chén vô. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Đó, dạ đi thể hiện ra. Ấy nữa không? Nó mà ngồi ấy nha. Ăn gấp rồi. Dạ. Hết cho cơ mãi ăn. Ừ. Ê, mà Út, các bạn thấy chưa? Thấy gì? Thôi. Mình ăn miếng thịt nữa mình kéo video nha nhà. Mở nhà nha. Cái nhà cứ quý kênh thì cho mình ở like đăng ký kênh ủng hộ kênh có động lực mình làm hoài nha cả nhà. Con mặc cái chú ăn với con nha. Chào cả nhà kia. Ba cả nhà luôn nha. Ba cái nhà mai gặp lại. Ba tạm biệt cái nhà nha, mai gặp lại. Ý nha. Tiếp. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cô chú. Bye bye. Bye bye cô chú. Rồi bye bye cô chú đi con. Bye bye lại đi. Bye bye cô chú. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Hẹn mai gặp lại. Đâu quên nha.